Đối với ngành huấn luyện viên sử dụng chó nghiệp vụ là một trong ngành đặc thù, một trong ngành nguy hiểm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đối với huấn luyện viên thì gặp rất nhiều những cái tai nạn trong nghề nghiệp. Thiếu tá Trần Quốc Hương không nhớ nổi mình bị thương bao nhiêu lần trong khi huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Những lần bị chó nghiệp vụ tấn công, những chuyên án ma túy, vây bắt và bị đối tượng chống trả. Để có thể phát huy tối đa sức chiến đấu của chó nghiệp vụ, với vai trò là cụm trưởng cụm cơ động 1, anh đã sáng tạo, đưa ra nhiều bài tập, tình huống. Trong đó, bài tập về sử dụng chó độc lập bằng khẩu hiệu được nhiều đồn biên phòng trên cả nước áp dụng và triển khai. Đối với chuyên án ngành ma túy thì các đối tượng rất là manh động, sẵn sàng xả súng vào đội hình để vây bắt. Chính vậy chúng tôi sử dụng chó độc lập, sử dụng bằng khẩu lệnh huấn luyện viên hoặc là còi, là chó tự lên tấn công. Khi nào đối tượng không khả năng chống trả thì lúc này huấn luyện viên bắt đầu hỗ trợ đánh bắt. Nhiều cán bộ ở đơn vị còn gọi vui thiếu tá Hương là cha đỡ đầu của cảnh khuyển. Nhiều đàn chó được anh đỡ đẻ, nuôi nấng và nghiêm khắc huấn luyện để trở thành những vũ khí đặc biệt của bộ đội biên phòng. Hơn 21 năm công tác tại trường trung cấp 24 biên phòng, thiếu tá Trần Quốc Hương cùng những chú cảnh khuyển, những đồng đội của mình còn giành được nhiều thành tích xuất sắc trong các kỳ thi đấu Army Games. Gần đây nhất, anh cùng 75 quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quốc tế khi đảm nhiệm vai trò đội trưởng đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong quá trình huấn luyện, đồng chí rất là nghiêm khắc. Cái nghiêm khắc ở đây nó là gì? Nghiêm khắc để sau cho từng huấn luyện viên có được kỹ năng, phương pháp trong huấn luyện tốt hơn và đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. Non xanh nước biếc trùng trùng, giữ gìn tổ quốc ta không ngại ngùng ra lao. Câu thơ Bác Hồ tặng Bộ đội biên phòng đến giờ nó đã đi khắp theo nẻo đường biên giới của Tổ quốc, đã khắc sâu vào trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng. Chúng tôi luôn luôn phấn đấu học tập rèn luyện để làm sao là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà như Bác Hồ đã mong đợi.